Fan cuồng Blackpink. Linda, thầy mẹ có gì cho con này? Linda, Linda, con đang làm cái gì thế hả? Mẹ, mẹ nhìn con này. Ai cho phép con tự tiện mặc đồ của mẹ, lại còn trang điểm nữa? Con nhìn xem, trông con như một con rối ấy. Không phải con rối, mà là Bin, Bin hoàn hảo. Mẹ nhìn kia kìa, con muốn đẹp như Bin, sau này con sẽ giống như Bin. Con lấy con búp bê này ở đâu ra? Bạn Anna cho con. Búp bê của Anna có cả lâu đài thật, xe hơi và tủ trang sức hàng hiệu nữa. Con sẽ sửa cái mũi này, tẩy đám tàn nhang trên má, đổi màu mắt giống Bin. Trời ơi, Linda, Linda, để con búp bê lại và ra khỏi phòng mẹ ngay. Con ghét mẹ. Trời ơi, con với cái. Anh vào được chứ? Rosie, có chuyện gì vậy? Anh thấy Linda còn khóc trong lúc ngủ nữa. Em không biết phải làm thế nào với con bé nữa. Anh không thể tưởng tượng được, lúc em thấy Linda ngồi trước con búp bê ấy, kẻ mắt đậm, tô son đậm, mặc váy ngủ của em. Được rồi, anh biết rồi. Nhưng em có nghĩ là mình phản ứng hơi quá với con không? Linda chắc là buồn lắm đấy. Anh biết rồi mà còn nói thế à? Con bé còn quá nhỏ, vậy mà đã đua đòi, không tốt rồi. Nó nói nó sẽ sửa cái mũi, tẩy tàn nhang và đổi cả màu mắt như búp bê nữa. Con bé ghét hình hài mà chúng ta cho nó. Rosie, bình tĩnh nào em. Anh hiểu cảm giác của em. Ra đây với anh nào. Dạ, Bin cũng được thay pyjama rồi đây. Em xem, cũng đáng yêu đấy chứ. Có nhiều cách để con hiểu chuyện mà không cần tước mất người bạn con yêu quý, đúng không em? Em là một họa sĩ giỏi, một người mẹ tuyệt vời nhất mà anh từng biết mà. Ba ơi, mẹ sẽ không vứt Bin đi chứ hả? Không đâu con. Con rất yêu Bin, mà mẹ thì rất yêu con. Ba ơi, hôm qua con đã nói ghét mẹ, con sai rồi. Mẹ sẽ không giận con đâu, đi học nào. Con à, từ sáng tới giờ mẹ chỉ ở trong phòng vẽ thôi đó. Con vào nói chuyện với mẹ xem thế nào nhé. Vâng ạ. Ba, ba nhìn kìa, giường hồng, giá sách học, cả sân tường nữa ba ơi. Nó giống y như phòng của con vậy. Giá có Bin ở đây thì tốt biết mấy. Bạn ấy sẽ thích căn phòng này lắm. Con xem ai kia. Linda, tớ đây, tớ nhớ cậu quá. Giận con không ạ? Mẹ bận rộn cả ngày với Bin nên quên mất là mình phải giận ai đó rồi. Vậy căn phòng này là mẹ làm cho Bin ạ? Cậu thật là. Mà mẹ ơi, sao sao hôm nay nhìn Bin khác thế này? Cái mũi, đôi mắt, cả đốm tàn nhang nữa, tóc đỏ cũng thành đen rồi. Trời ơi, bạn ấy giống hệt con mẹ ơi. Như là chị em sinh đôi vậy. Đúng thế. Bin bảo con là một cô bé ngoan, xinh xắn, đáng yêu nên bạn ấy muốn được giống như con đấy. Vậy căn phòng này là mẹ làm cho Bin ạ? Bin sướng nhé. Căn phòng này còn đẹp hơn cả phòng của bạn Anna. Mẹ ơi, con xin lỗi vì đã khiến mẹ buồn. Con cảm ơn mẹ vì món quà cho Bin ạ. Ba đã nói gì nào? Mẹ yêu con và chắc chắn sẽ yêu cả sự đáng yêu của con nữa, cả Bin nữa. Lần gặp lại. Cậu nói sao? Cậu đã xin thôi việc ư? Ừ,
sao lại thế? Tớ thấy chán cuộc sống ồn ào, xô bồ nơi thành thị. Tớ muốn về quê. Về quê? Trời ơi là trời! Tại sao cậu lại dại dột như thế cơ chứ? Đang là trưởng phòng kinh doanh của một tập đoàn tên tuổi, có mức lương 1000 đô mà bao nhiêu người mơ ước. Vậy mà cậu lại từ bỏ nó để về quê. Cậu điên rồi hả? Cậu bảo sao cũng được, nhưng dù gì tớ cũng quyết rồi. Thôi chào cậu nhé. Thật không thể hiểu nổi. Con nghĩ kỹ chưa Hoàng? Dạ rồi ạ. Con có biết con bỏ phố về quê, bà ấy lo cho con lắm. Mấy đêm bố thấy bà ấy khóc không thành tiếng. Nhưng vì tôn trọng quyết định của con nên không ngăn cản thôi. Bố à, con muốn làm một cái gì đó của riêng mình. Bố thấy đấy, sông nước quê mình thế này cơ mà. Con luôn có lòng tin là sẽ thành công. Con quyết tâm như vậy bố rất mừng. Nhưng hãy nhớ rằng, nghề nuôi cá trên sông xưa nay vốn chẳng nhàn hạ gì. Thêm nữa lại có rất nhiều rủi ro đó con. Một thời gian sau, chà chà, sau mấy tháng nuôi, cá cũng đã cho mình nhìn thấy được thành quả rồi đấy. Chúc mừng con nha, khởi đầu rất tốt. Bán mẻ cá này rồi, con sẽ dùng toàn bộ nguồn vốn để mở thêm nhiều bè cá nữa bố ạ. À, cả khu vực này dần dần sẽ được phủ kín bởi những bè cá để cho ra lượng cá lớn sạch, chất lượng thịt thơm ngon. Nhìn con vui chưa kìa, những cố gắng ban đầu của con đã được đền đáp rồi nhé. Dạ. Trời ơi, gì thế này? Sao lại xảy ra chuyện này được cơ chứ? Mấy hôm trước chúng vẫn còn rất khỏe mạnh cơ mà. Bây giờ phải làm sao đây? Cá chết hết, ăn không được mà bán cũng không xong. Bao nhiêu vốn liếng đều bỏ đi cả sao? Con hãy nhớ rằng, nghề nuôi cá trên sông xưa nay vốn chẳng nhàn hạ gì. Thêm nữa lại có rất nhiều rủi ro đó con. Không, chắc chắn phải có nguyên do nào đó cá mới chết hàng loạt như vậy. Nhất định mình phải tìm cho rõ. Hoàng, con... Bố. Hoàng này, hôm nay bố gặp người bạn cũ. Bác ấy mới lập công ty riêng. Nghe bố giới thiệu chuyên ngành con đã học, bác ấy tha thiết mời con về làm cho bác ấy đấy. Bố nghĩ con nên... Bố à, con không đi đâu hết. Con đang nghiên cứu để bắt tay vào nuôi cá lại. Hoàng, con hãy nhìn lại con đi. Từ một thanh niên trắng trẻo thư sinh, công việc nhàn hạ, giờ con đen đúa, già đi hàng chục tuổi mà tay trắng vẫn trắng tay. Con làm bố mẹ không lo không được. Bố ơi, con sẽ vay vốn để làm lại từ đầu. Giờ con đã nghiệm ra nguyên nhân thất bại chính là non yếu về kiến thức. Có kinh nghiệm và kiến thức thì sẽ hạn chế tối đa rủi ro bố à. Mấy năm sau, thưa anh, hôm trước mấy lồng cá ngoài xa có biểu hiện kém ăn, bơi ít. Em đã điều trị theo cách anh hướng dẫn, giờ cá đã ổn định và khỏe mạnh rồi ạ. Tốt lắm. Chúng ta phải theo dõi thật sát sao. Thời điểm này, sức đề kháng của cá còn yếu, chứ để chậm một chút là không thể cứu vãn được. Dạ vâng. Nhiều đơn vị cung cấp thực phẩm tìm hiểu về cách nuôi cá sạch của chúng ta. Họ rất tin tưởng vào chất lượng độ thơm ngon của cá, nên chắc chắn sẽ có rất nhiều hợp đồng nữa anh à. Tốt lắm. Bán xong được cá này, tôi sẽ mở rộng quy hoạch một vùng để trồng đậu tằm nữa.
Tại sao anh lại trồng đậu tằm ạ? Chúng ta đang nuôi cá rất thuận lợi. Chẳng lẽ anh lại muốn chuyển sang... Cậu không biết đó thôi. Qua tìm hiểu tôi được biết, đây là một loại ngũ cốc. Mà cho cá ăn vào trong thời gian sinh trưởng, thì thịt cá sẽ rất chắc và thơm ngon. Chất lượng thịt sẽ được nâng lên một tầm mới. Ồ, vậy ạ? Em thật khâm phục sự chịu khó tìm tòi sáng tạo của anh đấy ạ. Vâng, chúng tôi rất may mắn được công ty chọn làm nơi cung cấp cá sạch, chất lượng cho hệ thống siêu thị tại thành phố ạ. Dạ, chúng tôi mới là người may mắn vì mình có được một đơn vị sản xuất bền vững, chất lượng cao như thế này. Dạ, cảm ơn các anh. Hoàng, Tú, tớ đã đọc thông tin về cậu trên nhiều trang báo kinh tế đấy. Được biết cậu đã là chủ cung cấp sản phẩm cho cả siêu thị lớn trên này. Ôi, nể cậu quá đấy. Có gì đâu. Phục cậu quá đấy. Ngày ấy tớ chửi cậu là điên. Thế mà thằng bạn điên của tớ bây giờ đã là tỷ phú, lại gây dựng cơ nghiệp ngay trên cái quê nghèo lam lũ. Thật là giỏi quá. Khâm phục cậu quá Hoàng à. Những ngày đầu cũng vất vả lắm, nhưng chẳng hiểu sao mình cứ say mê không dứt ra được. Đúng là một khi người ta có quyết tâm, làm việc với tất cả niềm say mê, với cả con tim, khối óc của mình, thì việc rồi cũng sẽ thành công. Gương của cậu, tớ và mọi người phải học nhiều lắm. Những đứa trẻ nghịch ngợm. Trời ơi, cả tuần đi làm vất vả, đến cuối tuần ở nhà cũng chẳng được nghỉ ngơi nữa. Lúc nào chơi xong cũng bày bừa thế này cơ chứ. Mẹ ơi, mẹ ơi, chị Hải Anh lấy quả bóng của con. Không phải, của con đấy. Các con thôi đi, chơi xong để đồ chơi bừa bãi cả ra. Mẹ đang phải đi dọn đây này. Alo. An ơi, lát 6 giờ qua cà phê Hoa Tím nhé. Cái Hoa mới đi du lịch về. Nó mua nhiều quà cho chúng mình lắm đấy. Ừ, hôm nay hả? Khó quá nhỉ. Ông xã mình đi công tác, giúp việc thì xin về quê. Mình đang bận ngập đầu với hai đứa nhỏ đây. Vậy cho cả hai đứa nhỏ cùng đi cho vui. Bọn trẻ nhà mình nghịch ngợm, mình trông không nổi. Chắc mình không đi được rồi. Ừ, vậy bọn mình sẽ để dành phần cho cậu nha. Mẹ ơi, chị Hải Anh bắt nạt con. Để yên nào, mẹ đang nói chuyện điện thoại. Vậy nhé, hẹn các cậu lần khác gặp vậy. Hai cái đứa này, nghịch ngợm vừa thôi. Có thôi gây chuyện đi được không? Trời ơi, đến điên đầu lên mất. Hải Anh, Duy, vào ăn cơm các con à. Hả? Gì thế? Có chuyện gì thế? Các con có làm sao không? Mẹ đã bảo hai đứa đừng có đùa nghịch rồi cơ mà. Đứa nào làm vỡ khung ảnh? Chị Hải Anh, em Duy. Còn không chịu nhận lỗi mà đổ lỗi cho nhau à? Cả hai đứa úp mặt vào tường cho mẹ. Mẹ... úp mặt vào tường nhanh. Ơ à... Mẹ, mẹ, mẹ có sao không? Mẹ vẫn đang phạt các con đấy. Úp mặt vào tường. Các con khiến mẹ rất buồn và thất vọng. Mẹ đã có một tuần làm việc căng thẳng, ngày cuối tuần ở nhà cũng không được nghỉ ngơi. Thế mà các con lại luôn gây chuyện. Nhìn xem, mẹ không buồn vì bức ảnh gia đình bị hỏng, mà là thái độ của các con thật là hư quá. Alo, mình à, anh về muộn sao? Vâng, em biết rồi. Chỉ là em quá mệt mỏi, các con thì nghịch ngợm. Vâng. Đại chị em mình khiến mẹ mệt mỏi quá rồi kìa. Mẹ có ghét chị em mình không? Chị không biết. Mẹ ơi, mẹ ơi. Lại chuyện gì nữa đây? Ước gì chẳng có tiếng ồn nào xung quanh, chỉ có mình. Có chuyện gì thế? Mẹ ơi, con pha cho mẹ cốc nước chanh này,
nước chanh. Mỗi hôm đi học về, vừa mệt vừa khát nước, mẹ đều pha cho chị em con cốc nước chanh mát ơi là mát. Uống vào là tỉnh cả người. Thế nên hôm nay mẹ mệt rồi, nên chúng con cũng pha nước chanh cho mẹ. Mẹ uống đi ạ. Mẹ ơi, mẹ đừng ghét chúng con nhé. Chúng con sẽ không nghịch ngợm, không hư nữa đâu ạ. Hải Anh, Duy, hai đứa lại đây nào. Mẹ cảm ơn, các con của mẹ ngoan lắm. Nhất định mẹ sẽ uống cốc nước chanh kia để không còn mệt mỏi nữa. Ngon lắm, cảm ơn các con của mẹ. Vâng ạ. Hai con ngoan, đã đến giờ đi ngủ rồi. Giờ về phòng và đừng làm ồn nữa nhé. Vâng thưa mẹ. Mẹ nằm nghỉ ở đây nhé, chúng con sẽ ngủ thật ngoan. Cảm ơn các con. Cuối cùng mình cũng được yên tĩnh. Bọn trẻ đâu phải những đứa trẻ chỉ biết nghịch ngợm. Đúng là mẹ chưa ngủ được rồi. Có chuyện gì vậy? Các con không ngủ được sao? Mẹ ơi, đây là quyển truyện mẹ hay đọc để ru chúng con ngủ này. Bây giờ mẹ cứ nằm xuống đi. Con sẽ đọc truyện và chị Hải Anh sẽ massage để mẹ ngủ thật ngon nhé. Ôi các con của mẹ, hôm nay thật sự là một ngày nghỉ tuyệt vời nhất của mẹ đấy. Thế mà sao mẹ lại luôn ước được nghỉ ngơi một mình cơ chứ? Đúng là la mắng chẳng bao giờ là cách tốt nhất cả. Thay vào đó, nói ra cảm giác của mình, sẽ có cơ hội nhận được rất nhiều thứ tuyệt vời như thế này đi. Cho tôi suất số 2 và 1 cà phê đen. Vâng, xin anh đợi một chút. Nè em, phim siêu nhân sắp ra phần tiếp theo đấy. Đâu em xem. Ôi, thay diễn viên chính nè anh. Harry Kane không đóng tiếp nữa rồi. Anh ta hết thời rồi. Giờ ai còn mời anh ta đóng siêu nhân nữa. Cũng đúng, mà dạo này anh ấy chuyển hướng đóng phim tâm lý, nhưng cũng chẳng thành công mấy. Kiểu diễn viên chuyên đóng phim hành động như anh ta, sao đóng được phim tâm lý? Hết thời là hết thời thôi, chẳng còn cách nào khác. Của anh xong rồi đây, chúc anh ngon miệng. Cảm ơn em. Tôi mới 40 tuổi thôi. 40 tuổi mà đã hết thời thật sao? Tuổi nghề của diễn viên thật ngắn. Khi chúng mày không còn bay được nữa, thì chúng mày sẽ làm gì? Siêu nhân mà không bay được nữa, thì biết làm gì bây giờ? Anh, có phải anh là Harry Kane không? Tôi mong là tôi có thể nói không, nhưng rất tiếc sự thật là như vậy. Tôi là Harry Kane đây. Tôi đã từng đóng siêu nhân và giờ thì hết thời rồi. Thấy đủ chưa? Giờ cậu có thể để tôi yên được chưa? Không ngờ em còn được gặp lại anh. Thật vui quá. Anh còn nhớ em không? Xin lỗi em, nhưng anh không nhớ. Em hỏi buồn cười quá nhỉ? Cũng lâu quá rồi. Hồi đó em chỉ mới 5 tuổi, giờ em đã 20 tuổi rồi. Hồi nào? Anh vẫn chưa nhớ ra. Đó là lần đầu tiên em cùng bà nội bắt chuyến xe buýt từ ngoại ô lên thành phố xem siêu nhân. Bà ơi, bà nhìn kìa, rạp chiếu phim kia kìa. Siêu nhân kìa bà, chúng ta sắp được xem siêu nhân rồi. Ừ thì siêu nhân, nhưng trông cũng chẳng đẹp trai bằng ông nội nhỉ. Bà ơi, nhanh lên bà, anh đóng siêu nhân kìa. Bà ơi bà có sao không? Chúa ơi, làm sao đây? Bà không đứng dậy được. Ai giúp bà cháu với? Ai giúp bà cụ đi chứ? Ai kiếm cái gì cầm báo cho cụ đi. Không sao đâu ạ, sẽ ổn thôi. Để tôi cầm áo giúp anh kẻo bẩn. Anh còn phải gặp gỡ báo chí nữa mà. Không không, cảm ơn cô. Ôi, cậu đừng làm thế. Chiếc áo đắt tiền lắm. Không sao đâu bà, trước hết phải cầm máu đã. Ai đó gọi giùm xe cấp cứu với. Vâng. Em gọi cho ba mẹ đi. Dạ. Bà cố chịu đau một lúc nhé, xe cấp cứu sắp tới rồi. À,
Cậu là diễn viên đóng phim siêu nhân phải không? Cháu tôi vừa chỉ cho tôi xem trên ảnh kia kìa. Tôi chưa xem phim nào của cậu cả. Mà nói thật nghe, trông cậu chẳng đẹp trai bằng ông nhà tôi đâu. Dạ, cháu cũng bình thường thôi ạ. Bà không thể xem phim của cháu được rồi, buồn quá. Lần sau bà nhé, bà sẽ nhanh khỏe để còn xem những phim khác của cháu nữa mà. Em phải nói chuyện với bà để bà không bị mê man đi nha. Ba mẹ em chắc đang trên đường đến bệnh viện rồi đó. Em dũng cảm lắm, cậu bé. Em cảm ơn anh. Lúc ở bệnh viện, bác sĩ nói nếu lúc mất máu mà bà hoảng hốt hoặc mê man thì sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng may mà anh đã giúp bà tỉnh táo và thoải mái. À, đó là điều anh học được khi tìm hiểu để chuẩn bị cho vai diễn mà. Hôm đó, bà cháu của em đã không được xem phim siêu nhân. Nhưng có sao đâu, vì hai bà cháu đã được gặp siêu nhân ngay giữa đời thực rồi. Không phải một siêu nhân dũng cảm bay lượn trên bầu trời, mà là một siêu nhân dịu dàng, tử tế và biết làm người khác thấy an tâm. Dịu dàng, tử tế và làm người khác thấy an tâm ư? Anh làm được như thế sao? Em sẽ nhớ mãi từng hành động của anh ngày hôm đó. Anh luôn là một siêu nhân có trái tim ấm áp nhất trái đất này. Em thật sự không biết là ngày hôm nay anh cần nghe những lời nói này đến mức nào đâu. Anh cảm ơn em. Cảm ơn em rất nhiều. Những lời nói đầy trân trọng của chàng trai ngày hôm ấy đã cứu vớt tôi một cách ngoạn mục. Tôi trở lại màn ảnh với một tâm hồn mới mẻ, xanh tươi. Vào độ tuổi 40, hạt giống tử tế mà tôi đã gieo cuối cùng lại tìm đến che bóng mát và an ủi tôi, tiếp thêm sức mạnh cho tôi như thế đấy. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.